cô giáo, cán bộ, nhân viên. Kính thưa các cựu học sinh hệ chuyên và các thế hệ học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long. Hành trình từ hệ chuyên tỉnh Quảng Ninh đến trường Trung học Phổ thông chuyên Hạ Long không chỉ là cuộc hành trình của tháng năm mà còn là cuộc hành trình tiếp lửa. Trên chặng đường hơn nửa thế kỷ, biết bao chuyến đò đã sang sông, biết bao người đưa đò đã rời xa bến cũ, nhưng những ngọn lửa nhiệt huyết thắp lên chất chuyên của bao thế hệ thầy trò vẫn chưa bao giờ tắt trong mỗi chúng ta. Để rồi hôm nay chúng ta hội tụ về đây trong không gian đầm ấm như một gia đình để cùng nhau nhìn lại hành trình 55 năm hệ chuyên và 30 năm trường chuyên trong chương trình tọa đàm Tự hào và tri ân. Đến dự với buổi tọa đàm ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu. Về phía lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Thị Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cựu học sinh chuyên toán khóa 1972-1975. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cựu học sinh chuyên toán khóa 1987-1990. Về phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tôi xin trân trọng giới thiệu các thầy là nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ. Xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Quán Tần. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Phương. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Văn Thuần. Tôi xin trân trọng giới thiệu và đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các thầy cô nguyên là hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Ngọc Bằng, hiệu trưởng đầu tiên của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Long. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Ngô Văn Minh. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Văn Kính. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Phạm Thị Hồng Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Trịnh Đình Hải, hiệu trưởng gần nhất của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Long. Em rất đồng cảm là quả thật có những quyết định phi thường của những người thầy xuất phát từ tấm lòng đối với học trò, trao cho học trò một cơ hội và niềm tin, phải không ạ? Cái niềm tin rằng là học trò của mình nếu như mà được tạo điều kiện thì học trò của mình sẽ có thể có cơ hội để tỏa sáng. Và chính cái việc là người thầy bằng niềm tin và trao cho học trò cơ hội thì ngày hôm nay chúng ta mới có một Vũ Minh Thành là giám đốc của một công ty, của một tập đoàn lớn ở Lâm Đồng. Xin giới thiệu với cô và các bạn như vậy. Sự trưởng thành của học trò là có dấu ấn rất lớn của người thầy và truyền động lực cho anh, phải không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của em. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một người thầy nữa. Vâng, xin trân trọng giới thiệu với quý vị, các thầy cô giáo và các em học sinh, nhà giáo ưu tú Vũ Công Nghĩa. Rất có thể nói là năm 2016 là một cái năm đánh cái dấu mốc rất quan trọng trong cái lịch sử phát triển của hệ chuyên tỉnh Quảng Ninh và trường chuyên Hạ Long. Và lần đầu tiên chúng ta đạt được một cái giải, một huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế. Và em Nguyễn Học Ngọc Minh Hải, người ngồi cạnh thầy Nghĩa và bên cạnh tôi đây, chính là người đã vinh dự giành được huy chương đồng Olympic quốc tế của môn sinh học. Và trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng em là rất muốn được nghe thầy chia sẻ về những trăn trở của thầy trong quá trình lãnh đạo
và cũng như là những cái gian nan khi mà thầy trên con đường thầy giúp Nguyễn Ngọc Minh Hải đạt được vinh quang. Xin chúc mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh của trên Hạ Long, thì trước hết tôi xin cảm ơn MC đã dành cho một cái câu hỏi thực ra cũng rất là phổ biến nhưng cũng rất khó trả lời. Phổ biến là bởi vì là tất cả các thầy cô giáo của hệ chuyên cũng như của trường chuyên đây đều phải trải qua những khó khăn, rất nhiều khó khăn. Mỗi người có một cái khó khăn riêng, không phải đúng không ạ? Tôi cũng thế thôi. Thì khi được giao nhiệm vụ chủ nhiệm và lãnh đội đối với bộ môn sinh học, trong suốt những năm làm việc ở trường chuyên thì chúng tôi thì cũng có rất nhiều thuận lợi, được tạo mọi những điều kiện tốt nhất, được nhà trường, lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo sở cũng như tỉnh, lãnh đạo tỉnh tạo những điều kiện tốt nhất về vật chất, về tinh thần. Nhưng đồng thời thì trong quá trình giảng dạy cũng như là tập huấn cho học sinh để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng như học sinh giỏi quốc tế thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết thì mặc dù là sự nỗ lực rất lớn của cả một tập thể, chúng tôi không hề đơn độc. Ví dụ như bộ môn tôi thì tôi bên cạnh tôi là có một tập thể của tổ bộ môn lúc nào cũng sẵn sàng và sẵn sàng hỗ trợ và chi viện kể cả lý thuyết cũng như thực hành. Phải nói chúng tôi cũng như các bộ môn khác ở các tổ bộ môn khác tôi thấy cũng điều đó cũng xảy ra cũng như thế. Thì có những khó khăn chúng tôi gặp phải thì được tập thể cùng nhau bàn bạc để hóa giải nó. Nhưng cũng có những khó khăn khi chúng tôi dẫn học sinh đi xa mà chỉ có thầy với một số trò thì lúc bây giờ là tự mình phải tìm mọi cách để hóa giải nó. Thực ra thì nó có nhiều khó khăn lắm nhưng mà bây giờ có thể là kể ra thì cũng không có thời gian. Thế nhưng mà nhìn chung thì tôi luôn quan niệm cái này này, mình làm việc với tinh thần cao nhất, mình làm việc hết mình vì cái chung, vì học trò, vì cái chung, và mình hy vọng rằng thời cơ sẽ đến và sự thành công sẽ ở phía trước. Xin hết. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, chúng em xin cảm ơn chia sẻ của thầy. Thầy ơi, nhưng mà em lại cứ muốn thầy chia sẻ một chút xíu xem là cái lúc mà thầy với Minh Hải, hai thầy trò ba lô khăn gói quả mướp lên Hà Nội đấy ạ, thì không biết là thầy gặp phải những khó khăn gì, thầy có thể nói cho mọi người cùng nghe về một khó khăn thôi được không ạ? Để mọi người hình dung được là khi mà hai thầy trò đi tập huấn đội tuyển quốc tế thì mọi người nghĩ rằng là đấy là một câu chuyện mà đó là một sự rất là vẻ vang phải không ạ? Và đi tập huấn có cái gì đó quá chóng ngợp phải không ạ? Thế nhưng mà thầy thử chia sẻ xem ạ cho chúng em, em rất tò mò. Vâng, cảm ơn cái câu hỏi của MC Trương Hằng. Trong quá trình đi tập huấn thì với cái 3 năm chủ nhiệm với học sinh Nguyễn Ngọc Minh Hải thì thực sự ra thì có những lần mà rất đặc biệt. Ví dụ như cái lần mà tôi dẫn 3 học trò em Hải, em Tiệp và em Nga để lên Hà Nội tập huấn để tham gia cuộc thi để chọn trong 30 học sinh toàn quốc để lấy ra 4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic quốc tế. Đấy là cái bước ngoặt rất quan trọng, bởi vì nếu mà thắng được kỳ thi này thì mới có cơ hội mang được huy chương quốc tế về cho ngành giáo dục, về cho tỉnh Quảng Ninh. Chính vì vậy nên là trước khi đi thì tổ chuyên môn chúng tôi đã tiến hành tập huấn, các thầy cô giáo đã tập huấn rất kỹ lưỡng, cũng như là về cả lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên thì khi lên Hà Nội đây thì nó có một cái khó khăn này, vì chỉ có 3 thầy trò cho nên là chúng tôi không thể đủ, mặc dù nhà trường cũng tạo mọi điều kiện về kinh phí, phụ huynh thì cũng tạo điều kiện, nhưng mà chúng tôi không thể đủ kinh phí để 3 thầy trò và 4 thầy trò, trong đó lại có một em nữ, thì không thể để nghỉ khách sạn được.
vì phải thuê hai phòng. Nếu mà cùng một giới cả thì có thể là bốn thầy trò một phòng. Nên chúng tôi đành phải dùng một cái phương án là nhờ một người nhà để nhờ bác đó cho chúng tôi ở, và chúng tôi cũng nhờ bác đi chợ để nấu cơm cho bốn thầy trò. Thì bạn em học sinh nữ thì ngủ với bác ấy, bác là bác nữ, còn ba thầy trò là đến cái gác xếp đều ngủ với nhau. Và cái kỷ niệm lớn nhất là trong ba học sinh này thì có một bạn học sinh này, bạn ấy đi tất nó cũng có vấn đề, cho nên về mùa rét cho nên thầy trò chùm chăn lên, thì lúc đầu cũng đi không khó ngủ nhưng về sau mệt quá, thì học trò cũng thầy cũng làm việc mệt quá thì cũng ngủ thiếp đi. Còn đi học thì vì có bốn thầy trò cho nên là tôi lại phải gọi taxi. Sau khi liên hệ với các giáo sư, tôi phải trực tiếp gọi taxi để đưa học trò đến chỗ các thầy học, đến nhà thầy. Và nhiều khi có những thầy thì thông cảm thì cho ngồi nghe, nhưng cũng có thầy vì phòng chật cho nên có thầy cũng bảo nói rất là lịch sự là thôi cậu cứ đi ra ngoài hoặc đi làm cái gì đi, rồi chốc nữa bây giờ xong thì đến lại đây. Và có một lần này bốn thầy trò tôi đi tập huấn ở trên Đại học Quốc gia chỗ số 2A Phạm Văn Đồng đấy, bây giờ nó là khoa đó là Đại học Dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì phó giáo sư Đinh Đoàn Long có nói với tôi là thôi thầy, các em đây phải học 3 tiếng thôi, cho nên là thầy cứ đi làm việc gì đi. Thì lúc bây giờ là 6 giờ tối, chúng tôi đến là 7 giờ thì có học đến 10 giờ đêm. Thì hôm đó vào tháng chạp, 10 tháng chạp, trời gió mùa đông bắc và rất rét. Thì trong đó bốn thầy trò chưa được ăn gì, bởi vì học trong buổi chiều ở nhà nghỉ Sơn La ở quận Thanh Xuân ấy, thì ra đón xe vào cuối giờ cho nên là xe đón xe rất khó đón và tắc đường cho nên là không kịp ăn. Thế là bốn thầy trò lên xe đến đó thì ba học sinh vào và thầy ở ngoài, tôi đói quá. Thì lúc ấy vừa đói về ra thì ngoài trên cái vỉa hè đấy có một cái bác già, bác ấy bán cái quán nước, bác ấy có cái bếp than ấy. Thì tôi ra tôi ngồi, tôi nói bác là bác cho cháu ngồi nhờ, bác ấy già rồi, bác bảo là thế để chú cô coi ghế đấy, chú ấy ngồi. Thì tôi nhìn thì trong quán đấy bác ấy đang nướng ngô thì chỉ còn duy nhất một bác ngô, mà lúc ấy tôi thấy mùi ngô nướng nó thèm lắm. Và tôi bảo bác ấy, thế bác có bán cái bác ngô này? Bác bảo là thế chú ăn lấy mà ăn, tôi chỉ còn duy nhất một bác. Và thực sự hôm đó cái bát ngô tôi thấy đấy là món ăn ngon nhất và nhớ nhất trong đời tôi. Vậy giữa lúc đó là thế. Em xin cảm ơn thầy. Không hiểu tại sao quý vị người dưới nghe có sâu chuỗi giống em không, nhưng em thấy là từ chia sẻ của anh Phan Minh Hải đến chia sẻ của anh Vũ Minh Thành, và bây giờ đến thầy giáo của hệ chuyên, câu chuyện của học sinh chuyên sao toàn đói và rét thế ạ. Nhưng là khó khăn về vật chất thì quả thật là câu chuyện có thật phải không ạ? Cũng có thể là do những điều kiện khách quan, cũng có thể là do chúng ta các thầy muốn tiết kiệm tối đa chi phí để dồn hết hiệu quả cho việc ôn tập phải không ạ? Và bây giờ tôi lại muốn nghe thêm một tâm sự nữa của một thế hệ tiếp theo để tôi xem câu chuyện sẽ đi đến đâu. Tôi xin được giao lưu với một khách mời ở phía dưới sân khấu, cô Nguyễn Thu Hằng ạ. Cô Nguyễn Thu Hằng cũng là một giáo viên đã lãnh đội học sinh giỏi. Vâng, và xin mời ạ, xin mời diện diện của Nguyễn Thu Hằng ạ. Vâng, xin mời thầy Trung Kiên ạ. Vâng. Alo. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các cô, các chú, các bác, các anh chị, các học sinh, hệ chuyên cũng như là các em học sinh trường trung học Phổ thông Hạ Long thân mến. Và tôi đang ở cạnh cô Nguyễn Thu Hằng là cựu học sinh chuyên lý khóa 1993-1996. Hiện cô là tổ trưởng tổ chuyên môn tổ vật lý. Và nhiều năm liền cô là giáo viên giảng dạy đội tuyển quốc gia môn vật lý và có học sinh đạt huy chương đồng Olympic vật lý châu Á. Và cô đang được đề nghị nhà nước công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc và danh hiệu nhà giáo ưu tú. Và xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô Nguyễn Thu Hằng. Và đến với chương trình tọa đàm hôm nay thì ban tổ chức xin cô chia sẻ những trăn trở của một giáo viên lãnh đội trên cái hành trình giúp học sinh chinh phục những đỉnh cao của kỳ thi quốc tế. Vâng, xin mời cô chia sẻ. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các thầy hệ học sinh của trường chuyên và Hạ Long. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, là một giáo viên được nhà trường phân công
nhiệm vụ giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhiều năm qua. Thì tôi có những cái trăn trở sau đây về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Thứ nhất là với học sinh thì làm thế nào để cho các em có lòng yêu bộ môn, các em có khả năng tư duy, tự học, tự nghiên cứu tài liệu trong điều kiện bây giờ là các em có thể tiếp cận với các nguồn tài liệu nhiều và phong phú chứ không vất vả như thời các anh chị hệ chuyên. Hai là với đội ngũ các thầy cô giáo thì một tập thể muốn làm được thì phải đoàn kết. Mặc dù chúng tôi có thể là người lãnh đạo nhưng kết quả đào tạo là của cả một tập thể tổ chức môn. Thì làm sao để cho các thầy cô giáo của mình có các phương pháp bồi dưỡng để nâng cao về năng lực chuyên môn, chuyển động và đoàn kết. Vệ sinh à? Và một trong những việc mà tôi cũng rất trăn trở rất nhiều đó là thực ra là tất cả các thành tích đào tạo học sinh giỏi thì không phải của riêng thầy và trò, mà trong những năm vừa qua chúng tôi luôn có sự đồng hành của từ phía các gia đình, phụ huynh học sinh, có sự quan tâm chỉ đạo từ ban giám hiệu, sở giáo dục hay là có những cái chính sách của tỉnh Quảng Ninh, ví dụ như nghị quyết 22. Riêng với các bộ môn như là toán, tin, lý, hóa, sinh là những bộ môn đặc thù có thể tham gia các kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic kết tàu quốc tế và khu vực, thì chúng tôi lại có những cái trăn trở riêng, đó là trăn trở có thể nghĩa là trăn trở những cái vướng mắc mà khi mà học sinh đã được có tên trong danh sách tham dự là thi lập đội tuyển. Còn chúng tôi thì có trăn trở như thế này, trong các cái lứa học sinh của chúng tôi, khi mà phát hiện một học sinh mà được đánh giá là có tiềm năng từ các thầy giáo, giáo sư đầu ngành của trong bộ môn, thì cái việc mà chúng tôi đã nghĩ là làm thế nào để có cái nguồn kinh phí để có chế độ bồi dưỡng đào tạo riêng cho các em, để các em có khả năng cọ sát thì đến các cái kỳ thi mà chính thức của bộ tổ chức thì các em mới có thể là phát huy được năng lực, và khi đó thì sẽ có các cái kết quả mà thành tích tốt hơn để đạt cái thành tích về cho tỉnh, cho nhà trường. Thế nhưng mà hiện nay thì tại nghị quyết 22 là cái nghị quyết mà đang có cái chương trình bồi dưỡng cho học sinh giỏi, các chế độ cho học sinh giỏi tốt nhất ấy, của tỉnh thì mới chỉ áp dụng khi mà học sinh đã có tên trong cái quyết định là thi lập chọn đội tuyển, mà hoàn toàn chưa có những cái chính sách bồi dưỡng riêng cho những học sinh nhân tố. Vì vậy là chúng em có những cái trăn trở là mong là tỉnh, mong sở sẽ có những cái nghị quyết chính sách riêng với những học sinh mà được đánh giá là tiềm năng, để cho thầy và trò chúng em sẽ cố gắng, và khi mà phát hiện những nhân tố như vậy thì tất cả các lực lượng trong nhà trường, xã hội hay là các cái chính sách đoàn thể sẽ có những chương trình để cho coi như là ươm mầm tài năng và phát huy được năng lực của em. Và đấy là những cái trăn trở của em và cũng như nhiều bạn trong công tác làm đội tuyển của dân học sinh giỏi. Em xin cảm ơn. Là câu chuyện giải quốc gia đúng không ạ? Mà con đường phía trước là đặt ra là những thành tích của giải quốc tế chúng ta đạt được có thể nói mới chỉ là những trái ngọt đầu mùa thôi. Làm sao để chúng ta có cả một vụ mùa bội thu thì quả thật chúng em và tất cả những thầy cô giáo ở trường chuyên, đặc biệt ở các môn tự nhiên, thì đều thấy rằng là đó là một sứ mệnh rất là vẻ vang, rất là tự hào, nhưng mà cũng rất nhiều khó khăn và thách thức. Ngoài yếu tố nội lực của thầy và trò nhà trường thì quả thật là rất cần có sự chung tay, rất cần có những cái chế độ chính sách để làm sao đó chúng ta mới có thể biến những trái ngọt đầu mùa thành một vụ mùa bội thu, được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn cô Hằng một lần nữa. Vâng, và xin được quay lại với câu chuyện về thầy Vũ Công Nghĩa. Và em lúc học đứng rằng nhà và thầy xin hỏi này câu, em có muốn nói điều gì với tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh trong cái buổi hội ngộ hôm nay? Là xin phép các thầy các cô, xin phép ba các quý vị đại biểu khách quý cho em được đứng dậy để chào các thầy các cô và các bạn sinh viên hôm nay. Kính thưa các thầy các cô, thưa các quý vị đại biểu khách quý, ngày hôm nay đến với buổi tọa đàm từ hệ chuyên đến trường chuyên của trường chuyên Hạ Long thì em có rất là nhiều kỷ niệm và rất là nhiều điều muốn nói. Đến đây ngày hôm nay thì ngồi ngay bên dưới đây là rất là nhiều người, rất nhiều những gương mặt mà đã thân quen đồng hành cùng với em trong suốt quãng đường em đi học, từ là học sinh trường phổ thông chuyên cho đến khi là một thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế. Cái đồng hồ em đeo đây là của bác Đỗ Thị Hoàng tặng ngày em được vào đội tuyển quốc tế.
người thầy Tuế, thầy Hải là người đã đưa em đi học đến cổng của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam để em nhập học top 4 và theo học ở đó hơn 1 tháng rưỡi. Cô Yến ngồi ở ngay hàng ghế thứ hai, hay là đây ở trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, người đã rớt nước mắt khi mà em được giảm quay về ở đúng trên phòng của cô ngày hôm đấy. Cô khóc, ôm em và khóc, và nghe cạnh cô cùng rất nhiều các thầy các cô khác, cô Thúy, cô Minh, những người đã cùng với các tất cả các thầy các cô ngồi đây, những giáo viên bộ môn tôi tổ sinh học cũng có thể các cô có bộ môn khác dạy dỗ em. Ngày hôm nay em xin được chia sẻ chuyện ngắn về cái việc đi học của em, rất là ngắn liền với thầy chủ nhiệm của em. Việc đi học thì nó rất là dài, suốt 3 năm đi học thì nhiều chuyện lắm, từ việc tìm tài liệu đến việc đọc sách vở. Nhưng mà chuyện mà em nhớ nhất cũng chính là cái chuyện mà diễn ra ở cái ngôi nhà mà ở trên Hà Nội mà ba đứa bọn em đi học cùng với thầy chủ nhiệm của em ở đó. Em nhớ nhất là ngày hôm đó sau khi học ở trường trường Đại học Tự nhiên ở quốc gia Hà Nội, đi về và thầy cho em tối hôm đấy là tối hôm bọn em đã thi xong hai ngày lý thuyết, mỗi ngày là 180 phút, và bọn em còn một bài thực hành 6 điểm trên 46 điểm nữa, gồm 4 phân môn, và có 1 phân môn là phân môn giải phẫu động vật. Đây là một phân môn mà chắc là chưa một lần nào ở học sinh ở các tỉnh khác ngoài các bạn ở Hà Nội được tham gia giải phẫu để làm. Thì tối ngày hôm đấy thì bọn em đi học về, các thầy và trò cũng xin phép là nói vui là cũng ngồi thì tính xem là không biết là đề hôm nay sẽ vào cái gì. Hai thầy trò bọn em khi bàn, em và thầy Miễn khi bàn với nhau quyết định là thôi bây giờ có một con rất khó mà chưa bao giờ làm, đấy là con dán ạ. Con dán nhà ấy. Vâng, tôi dừng lại một chút, là tức là chuẩn bị giải phẫu một con dán đấy ạ. Vâng ạ, nghĩa là một con dán nhà. Bọn em rất là lo là sẽ đi thi con, em và thầy rất là lo đi con dán nhà vì chưa bao giờ giải phẫu, không biết một con dán nhà nó giải phẫu như nào. Thế là thầy và trò là quyết tâm là thôi tối đấy ăn cơm từ sớm, trăng đèn đi tìm khắp nhà để đi tìm một con dán. Và cái bộ dụng cụ mà để giải phẫu ấy, ngày hôm đấy là rất là may là buổi, tại vì hôm đấy là ngày thứ sáu, thứ bảy, thành nghĩa là vẫn phải về dạy lớp các em, lớp đó lớp 12, vẫn phải dạy lớp 2 tiết sinh để ôn thi đại học và chủ nhiệm lớp ạ. Sau đó thầy mới lên, chiều hôm đấy thì mang bộ dụng cụ giải phẫu của trường mình lên trên Hà Nội để giúp bọn em học. Nhưng mà bây giờ thì rất khó là tìm con dán đấy ở đâu. Nghĩ bình thường mọi ngày thì thấy dán chạy khắp nhà, nhưng mà đúng cái ngày hôm đấy là thầy và trò chắc đen đi tìm khắp nơi không thấy con dán nào cả. Nên là cũng rất là lo, rất là sợ. Và tối hôm đấy là quyết tâm là không hiểu vì sao em với thầy đều suy nghĩ là cái con dán đấy nó không cái gì, nó cứ ám ảnh mình và phải chắc là phải học nó thôi. Và tối hôm đấy thầy đã đi mượn, thầy mượn trong buổi tối hôm đấy một quyển từ bạn của thầy ở trên Đại học Sư phạm Hà Nội, một quyển sách về giải phẫu động vật không xương sống, là rất là may có giải phẫu con dán đấy. Và đọc rất kỹ về bài của con dán đấy. Cô cảm ơn em. Cảm ơn câu chuyện rất thú vị của Minh Hải. Thế nghĩa ạ, thế thì cái năm đó bài thi của em Minh Hải có liên quan gì đến con dán hay không ạ? Cảm ơn cái câu chuyện của em Minh Hải. Thì liên quan cái câu chuyện con dán ấy, thì nó có cái xuất phát như thế này. Trước khi Minh Hải tham gia thi thì tổ bộ môn đã quyết định như vậy là gửi đội cái nhóm sinh nhảy lên tập huấn thực hành ở trên trường Đại học Sư phạm 1 và Đại học Tự nhiên. Thì trong quá trình làm ấy thì nhóm các em làm thì thầy cô cũng làm cùng như học trò, và sau đó thầy và trò đối chiếu các thành cái sản phẩm thì chúng tôi phát hiện ra là như vậy, là học sinh của Quảng Ninh chúng ta thì làm cùng với lại đội tuyển học sinh giỏi của trường chuyên năm Lam Sơn Thanh Hóa. Thì về phần giải phẫu thực vật thì ngang ngửa nhau, giải phẫu động vật thì có những con Quảng Ninh làm đẹp hơn, nhưng riêng con dán thì làm không được ổn lắm, và tôi cũng rất lo. Chính mà tôi cũng theo dõi thì mấy năm liền đề quốc gia không thi con này, chỉ có cách có 4 năm để thi quốc tế ở Brussels của Vương quốc Bỉ. Thế thì tôi khi về, trước khi mà xuất phát ấy, thì để đến thi ở trên trường Amsterdam ấy, thì tôi có bàn với tổ bộ môn là chuẩn bị cho tôi, giúp tôi một cái bộ đồ mổ
và đến hôm tới này tôi về tôi sẽ cầm lên. Thế thì khi tôi về như em Hải nói chuyện này, về dạy ở dưới trường xong thì tôi có bắt một số cái con, được một số con rán, nhưng mà mình không có cái phương tiện để nhốt nó, cho nên tôi chỉ còn một cách tôi làm, tôi cho vào trong các cái lọ thủy tinh và tôi đổ cồn 70 độ vào và đóng nút lại. Thì hôm sau mang lên đem ra thì có cái, những cái con rán ấy được bị nát hết, mà ngày hôm sau thì Minh Hải thi thực hành rồi. Thế cái bất ngờ thế này là bất ngờ thứ nhất là cái con rán mà mình mang lên thì nó lại không làm được. Thế tối hôm đó như vậy hai thầy trò lại đi tìm à? Đi tìm à. Nhưng mà vì tại sao lại không có thế này, vì hôm đó trời trở rét, trời gió buồn quá, trời lạnh, cho nên là tìm rán ở tất cả các ngõ ngách rồi những cái đống rác bới lên. Em thì em nghĩ là kéo càng tìm thì càng không thấy đâu, vì nó lại tưởng là mình đuổi nó. Em chỉ quan tâm xem là đề thi năm đó có vào con rán không ạ? Vâng ạ. Và kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các quý thế học trò trên Hạ Long, thì cũng một cái bất ngờ thứ hai là thực sự là hoàn toàn ngẫu nhiên thôi. Thì cái đề thực hành hôm sau thì đúng là thi vào con rán. À vâng ạ, đấy em quan tâm điều đấy ạ. Vâng. Có nghĩa là nội lực, ý chí và nhiều thứ nữa. Và cũng có một chút may mắn cơ mà. Trong thi cử nhiều khi là như vậy phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn câu chuyện chia sẻ của hai thầy trò. Vâng, và bây giờ em sẽ có một câu hỏi chung dành cho tất cả các cựu học sinh ngày hôm nay. Anh Phan Minh Hải ạ, nếu muốn nói gì với lại các bạn học sinh của trường chuyên ngày hôm nay, anh sẽ nhắn nhủ điều gì với các bạn ạ? Lúc nãy thì khi mà chia sẻ những cái khó khăn thì tôi cũng đã khó khăn rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ chia sẻ ba cái mà nó gọi là đáng nhớ nhất đối với chúng tôi trong 3 năm học tính toán. Tôi rằng nếu mà nói về nhắn nhủ hoặc là cho các bạn bây giờ một cái lời khuyên nào đó ấy, thì tôi cũng nghĩ là lời khuyên thì rất nhiều, và các bạn có thể nhận được cái lời khuyên này từ rất là nhiều người, nhiều nguồn khác nhau. Nhưng mà còn nếu mà nói về cái trải nghiệm của cá nhân tôi thì tôi có lẽ là chia sẻ với các bạn ba cái điều thế này. Cái điều thứ nhất ấy, là các bạn sắp sửa sẽ chuyển tiếp sang một cái giai đoạn mới của cái cuộc sống cũng như cái học tập và làm việc của các bạn. Cho nên cái việc đầu tiên mà tôi nghĩ ấy, tức là làm sao các bạn phải xác định và tìm được cái giá trị đúng của bản thân mình. Và cái giá trị ấy thì bởi vì không phải nó ở cái chỗ là sau này các bạn sẽ là cái gì, là ai, các bạn là có chức vụ gì, các bạn có bao nhiêu tiền. Và bởi vì tất cả những cái đó ấy, thì tôi nghĩ nó đều là cái sự phân công của xã hội. Trong xã hội thì có người làm lãnh đạo, có người làm khoa học, để có người làm nhân viên phục vụ, có người làm chuyên gia, có người là giáo viên, người bác sĩ, và cái đấy là sự phân công của xã hội. Cho nên cái giá trị ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ ở cái chỗ là sau này các bạn ở cái vị trí nào, công việc gì mà các bạn thể hiện được cái năng lực, cái khả năng mà làm tốt nhất công việc của mình, thì đấy chính là giá trị của mình. Đấy, thì đấy nhất. Cái thứ hai, đấy, thứ hai là trong cái quá trình mà các bạn đi tìm kiếm và đã tạo nên được cái giá trị cho mình ấy, thì chắc chắn trên cái quãng đường đấy các bạn sẽ gặp rất nhiều những khó khăn, những cái cản trở. Thì các bạn đừng có bao giờ lẩn tránh những cái khó khăn, cái cản trở đấy, mà mình phải tìm mọi cách để vượt qua nó. Thế một trong những kinh nghiệm của tôi là tôi phải, cuộc đời tôi cũng phải rất nhiều khó khăn đã xảy ra, và tôi cũng đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Một cái kinh nghiệm ở chỗ này là các bạn luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi, nhìn thấy một cái sự vật gì, một cái vấn đề gì, các bạn cũng hãy phải đặt câu hỏi. Tôi nói ví dụ tại sao tôi lại không giải bài toán này, tại sao mà tôi đi ngoài đường tôi lại thấy người ta lại vượt đèn đỏ chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Đấy, các bạn luôn luôn đặt ra câu hỏi cho mình, và mỗi lần các bạn tìm ra cái câu trả lời thì các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ tích lũy được. Khi mà các bạn đã vượt qua những khó khăn rồi thì các bạn sẽ dần dần tích lũy, và các bạn sẽ có được những kỹ năng
đến khi nào các bạn đạt kỹ năng, đạt một trình độ nào đó rồi thì sau này tất cả các công việc đối với các bạn giải quyết một cách cảm thấy nó rất rất dễ dàng, nó nhẹ nhàng, chứ nó không có gì phải lo sợ, không có gì phải lẩn tránh nó cả. Và cái thứ ba, cái cuối cùng mà cô muốn nhắn nhủ đến các bạn thế này, để mình làm cái gì rồi mình phấn đấu thế nào để chăng nữa, rồi cuối cùng cái mục đích của con người thì cũng là để chúng ta tìm được cái hạnh phúc, tìm được cái niềm vui cho mình. Thế thì qua quan sát của cá nhân tôi thì và cái kinh nghiệm mà tôi nhìn thấy trong xã hội, tôi thấy hiện nay mọi người có ba cái cách để tìm kiếm được niềm vui hạnh phúc cho mình. Để có những người là cứ ngồi chờ hy vọng cái niềm vui hạnh phúc nó sẽ tự đến với mình. Thì có một cái nhóm người thứ hai, tức là cái cách thứ hai là người ta ngồi nó mong muốn cái hạnh phúc, cái niềm vui đấy phải có ai đó mang đến cho mình. Ví dụ như có thể người ta đến, người ta khen mình, mang quả các vật chất đến người ta cứu mình, đấy là mong muốn cái niềm vui phúc nó phải từ người khác mang cho mình. Và có một cái cách thứ ba mà tôi thấy là có những người ta tự người ta đi tìm cho mình cái niềm vui và hạnh phúc đấy bằng sự cố gắng của họ. Và tôi sẽ mong muốn là các bạn là hãy sau này các bạn sẽ tự làm sao để đi tìm ra được cái niềm vui cho mình. Thì cái đấy là cái mà trải nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn em. Những trải nghiệm của cả một đời nha. Vâng ạ. Các bạn học sinh chuyên là lâu, giá trị, phải không ạ? Dám đối mặt với thử thách và tự mình tìm lấy niềm vui hạnh phúc, phải không ạ? Là chia sẻ và thông điệp của anh Phan Minh Hải. Và cái anh Phan Minh Hải ạ, nếu được nói một câu thôi ạ, anh sẽ nói câu gì với học sinh chuyên là lâu hôm nay ạ? Các bạn học sinh chuyên là lâu, với tư cách là một người anh như trước các bạn, tôi chia sẻ các bạn là rất ngắn thôi. Với tôi thấy rằng là quãng đời học sinh là quãng đời rất trong sáng, rất lung linh và rất đẹp. Tôi mong rằng các bạn hãy biết quý nó, hãy biết sống đẹp và sống hết mình vì nó. Xin hết. Và thầy cũng nghĩa là thầy có nhắn nhủ học trò chuyên học hôm nay điều gì không? Một câu thầy ạ, nếu một câu thầy ạ. Câu thì tôi chỉ nói là tôi muốn nói một điều ước. Vâng ạ. Đó là tôi ước gì được trở lại tuổi học trò, được cắp sách tới trường, được các thầy các cô dạy dỗ, được cùng học cùng chơi các bạn và được cùng khát khao, được cùng khát khao chiến thắng. Vâng. Và được sống trong tình yêu thương của thầy cô, bạn bè, phải không ạ? Vâng. Cảm ơn Hải. Dạ vâng ạ, nếu mà chỉ nói một câu cho các thế hệ tiếp theo của chuyện Hạ Long thì em xin phép được trích cái slogan ở trên trường: các bạn hãy luôn luôn tôn trọng bản thân và người khác và khát khao chiếm lấy đỉnh cao của trí thức, luôn luôn là niềm tự hào của chúng tôi trong chuyện Hạ Long ạ. Vâng, đấy chính là slogan của chuyện Hạ Long đấy ạ. Vâng, cảm ơn Minh Hải. Vâng, một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn thầy và các anh và em Nguyễn Ngọc Minh Hải đã tham gia làm khách mời cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Vâng. Xin kính chúc cho thầy và các anh và Phan Hải là sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho cái ngọn lửa của chuyên Hà Long, hệ chuyên tỉnh Quảng Ninh vẫn luôn luôn cháy trong chúng ta. Dạ, vâng. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy, xin trân trọng cảm ơn các vị đại diện của chúng ta. Vâng. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi tọa đàm của chúng tôi. Vâng. Chúng ta chuyển sang một nội dung khác và xin cảm ơn tất cả mọi người.